Một quán trà Hồng Kông giá cả cực sinh viên với đề co vừa truyền thống vừa hiện đại nằm bên hông quận 3. Trà này là tôi vô tình phát hiện khi đang mua xôi gà sát bên cạnh. Ông chủ đạo là màu hồng pastel kết hợp với màu xanh thì cực bắt mắt. Đề co thêm tủ và bàn ghế gỗ vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Sàn nhà được lót gạch bông khá là xinh xẻo. Menu thì có hình ảnh rõ ràng, giá chỉ từ 25 cành cho tới 35 cành. Nhân viên còn dụ tôi bằng chương trình khuyến mãi 20 cành một ly khổng lồ. Những món nghe tên rất là độc đáo như là hồng lâu mộng, chè trà Hồng Kông. Đúng lúc vừa nấu thạch xong cho nên xin quay cái máy thau thạch khổng lồ. Có thạch xí muội, sâm dứa, lựu đỏ. Ngoài ra còn có dâu tây và dâu tằm nữa. Với cái bản tính tiết kiệm của tôi thì order 3 ly đang khuyến mãi. Cơ mà khuyến mãi là chưa có topping nha, topping là tính riêng nè. Khoảng tầm 10 phút là đã có 3 ly hoàn chỉnh, ly nào cũng tràn ngập thạch bao phê luôn. Món mà làm cho tôi ấn tượng nhất là hồng lâu mộng. Nói cách khác là trà ô long tắc xí muội, vị thì chua chua mặn mặn ngọt ngọt, uống bao cuốn. Có cục thạch dẻo dai nhưng mà cục xí muội thì mặn quá trời mặn. Tới tiệm trà Hồng Kông thì phải thử các món trà sữa nha. Tôi thì chọn ô long lài sữa, có mùi thơm của lài, vị chát nhẹ của ô long kết hợp với bánh flan béo béo ngon muốn xỉu. Ly cuối cùng là trà dâu tây kết hợp với dâu tằm, vị chua chua ngọt ngọt, uống cũng khá ổn mát. Đặc biệt là có tới hai loại dâu nhai tha hồ luôn nha. Yo, Kabala.